Đây là van tiết lưu điện từ của máy lạnh Daikin GR32. Sau quá trình sử dụng thì nó chỗ này nó sét nè, ở trong nó bám sét. Chúng ta sẽ tiến hành vệ sinh nó lại để cho nó mới rồi gắn vô xài nha các bạn. Đây là cách vệ sinh máy lạnh, vệ sinh van tiết lưu điện từ cho máy lạnh Daikin Inverter. Đây là loại van tiết lưu điện từ sử dụng GR32. Xịt vô chai xịt để cho nó sạch mấy cái bụi bẩn. Vệ sinh bên trong của đường dây điện luôn nha các bạn, vệ sinh sạch sẽ luôn. Các bạn thông thường hư thì chúng ta đi thay mới, nhưng mà không cần phải thay mới đâu. Chúng ta sẽ vệ sinh nó lại, cũng có thể là xài được một khoảng thời gian nữa, sau đó hãy thay mới luôn cũng được. Đó. Đây là xúc, xúc ống bên trong. Nó là dơ các bạn, à, trong nó dơ lắm. Tôi tiến hành xịt xịt lâu. Bốn chân này anh em chú ý là vệ sinh nhẹ nhẹ cho nó dụng cái chân ra. Thêm CR77 nè, xịt vô cho nó đánh tất cả các vết bẩn ngoài luôn. Cước nó già. Đây vẫn còn sét.
ta lau khô qua. Trong luôn rồi. Xong, đã vệ sinh thành công một cái van thiết lưu. Có thể sử dụng thêm một thời gian nữa nha các bạn. Đây là toàn bộ cái con van tiết lưu điện từ của máy lạnh Daikin Inverter sử dụng GR32. Đây các bạn thấy cấu tạo bên trong của nó là một cái cảm biến. Cảm biến này gọi là cảm biến xung. Đây, đầu này là đầu kẹp ga, cảm biến ga ống đồng kẹp lại giữ cho nó không bị rớt ra. Bên trong này nó cảm biến bằng một cái motor nhận xung nha các bạn. Khi mà máy nó hoạt động hết cỡ á, thì cái van tiết lưu này sẽ mở ra hết cỡ, nó sẽ cho ga đi qua cái van tiết lưu này cái tối đa nhất. Khi máy không hoạt động thì van tiết lưu này sẽ đóng lại, sẽ bằng không, tất cả xung nhận sẽ bằng không. Xung nhận mát của con này là 2000 xung. Thì con này nó thiết kế nó được tháo rời ra được. Một cái đầu, đây là đầu tiết lưu của nó. Còn một cái đầu ở trong cái máy nó cho đầu còn lại nó được nằm trong cái lốc máy. Chúng ta chỉ cần chụp cái này vô là chúng ta có thể cắm này vô bo. Cắm cái dắt này vô bo để vi mạch xử lý điều khiển. Đây nó có tới 5 dây. Đó là những dây ký hiệu sẵn ở trong cái vi xử lý đó mà. Mình chỉ nói sơ qua thôi chứ cái này nó phải vào lý thuyết thì các bạn mới hiểu sâu được. Nhưng mình chỉ nói sơ qua con van tiết lưu cho những bạn nào không biết cái máy lạnh Daikin mình đang sử dụng. Nó có sử dụng một cái con van tiết lưu điện tử, nó thay cho con van tiết lưu nguyên tích lục cơ ngày xưa chúng ta hay xài, nó dính liền cho máy luôn. Đối với nhà bạn nào có sử dụng máy lạnh Daikin mà xài 1-2 năm á, máy nó không lạnh, thợ tới nhà kiểm tra báo máy hết ga, đường ống ga bấm tiết trên vàng nóng, nhưng xử lý ví dụ như xử lý ga thay ga mới nhưng vẫn không lạnh, dòng thì không lên cao nổi, chỉ 1.5 đến 1.7 thôi, cứ chạy rề nó không tăng tốc, thì các bạn phải nghĩ ngay đến việc là cái con van tiết lưu điện từ này nó đã bị reset ở bên trong. Reset một phần, reset ở bên trong này với một phần reset trên cái đầu chụp của cái con này. Thì một là các bạn vệ sinh lại gắn vô xài tiếp, hai là phải mua cái van tiết lưu điện từ mới để thay luôn. Thì hai trường hợp đó, thì trường hợp thứ hai nó sẽ ok hơn, thay mới sẽ xài nó sẽ lạnh hơn. Van tiết lưu điện từ này ngoài thị trường nếu mà giá thợ cũng cả 500-600, nhưng mà các bạn thì phải giá thợ là 5-600 các bạn. Các bạn nào chưa biết về van tiết lưu này có công dụng gì thì giờ đã biết rồi ha. Tiết lưu là điều tiết ga, điều tiết lưu lượng ga bằng cách cảm biến điện từ
thông qua các cái xung nhiệt mà cái vi xử lý nó truyền tải tín hiệu cho cái đầu motor này nó làm việc với cái trụ trên cái đầu chụp này nha các bạn. Nó điều tiết lưu lượng ga qua ít hoặc nhiều. Con van tiết lưu này nó đặc thù của con Daikin luôn. Các bạn nào mà thấy máy lạnh nhà mình không lạnh, xử lý ga rồi vẫn không chạy lạnh nổi thì sẽ thay con này. Nếu mà con này hư, nó có xảy ra những cái trường hợp như là bo vàng nóng sẽ hư theo. Một là hư nguồn, hai là cháy một vài con tụ, ba nó chạm chập các thứ, các bạn phải đem tới thợ chuyên nghiệp để kiểm tra. Đó, con này nó hư thì nó liên quan tới cái bo vàng nóng luôn. Nếu muốn sửa con này được á, các bạn nên tháo bo đuôi, bo nóng, bo đầu, bo đuôi, đem về test. Ok, video mình tới đây là kết thúc. Các bạn thấy hay nhớ like và đăng ký. Cảm ơn các bạn.